Xin chào cả nhà. Hồi nãy hai vợ chồng mình ăn tối xong á, giờ còn ba trái xoài mẹ chồng cho á, mà không ăn thì nó sẽ mềm uổng. Thế bây giờ ăn luôn ha. Bây giờ cũng 9 giờ rưỡi tối rồi đó. Ăn cái này xong rồi đi ngủ. Anh ăn một miếng lớn vậy được không? Anh muốn cắt nhỏ ra nữa. Một chút nhỏ. Vậy đó hả? Mày muốn chín rồi. Hả? Mày thấy chín rồi đó. Chín rồi á. Ăn thử ngon không? Chấm mới ngon. Em xin mời cả nhà ha, ăn xoài với vợ chồng em. Mày chua. Ngon mà. Ngon chua mà. Ngọt cái chua. Mày rất chua hơn. Ừ. Buổi tối là tôi ăn xoài trong muối. Ngon mà anh. Ừ. Giờ ăn luôn á. Ngon. Ngon lắm cả nhà ơi. Xoài này là xoài Mexico, không phải xoài Việt Nam mình lo. Anh sợ ăn dao hả? Hả? Ngon mà ăn thiệt á. Nó vừa ăn luôn á. Ha. Bà mẹ chồng hay bồi dưỡng xoài cho con dâu. Cắt này là cho chua hơn đó. Ừ. Ăn này em cắt cho. Ngoài rất chua á. Vậy hả? Anh thích ăn chua hơn nữa hả? Ừ. Anh thấy ngọt ngọt chua chua ngon mà. Tối không có gì ăn xoài. Tôi không có gì ăn ăn xoài. Cái này thấy thấy chua đấy. Ừ. Ăn nó thử đi. Ngon không? Ngon hơn trái hành rồi. Đấy. Ừ. Cái này hơi chua. Mình sẽ cắt thử trái hành. Thế anh thân thân quá vậy? Trái nào thích cắt ra vậy? Anh giống nít dễ sợ luôn á. Ăn cái này muốn cái khác, muốn coi làm sao. Thiệt cái chứ. Anh thấy trái này to mà. Có nghĩa mấy trái kia nhỏ mà có vỏ nha. Trái này to mà không ra hồn á. Để coi thử. Cũng ngon luôn nha. Muốn chín hết rồi. Không, nó giòn á. Còn giòn mà. Trái này bột nhiều. Trái nào cũng ngon á. Còn hai trái trong tủ lạnh nữa là cắt luôn đi. Thôi. Ủa, nhà mẹ cho 5 trái sao? Hả? Em nói 3 trái mà. Anh mua thêm nữa. Anh mua thêm nữa? Ừ. Trời ơi. Anh ăn kiểu gì mà nhiều quá vậy? Có bạn gái cho hả? Bạn gái hôm qua điện thoại cho hả? Tình yêu cho. Tình yêu cho hả? Chỉ có tình yêu mới cho xoài thôi. Trong ba cái này anh thích cái nào? Giống nhau. Ừ. Khóc nào không? Nó là chua hơn xíu. Ừ, mà chua hơn xíu. Ừ. Này ngọt một xíu. Cái này bột nhiều một xíu. Nhưng mà trái nào cũng ngon ha. Cái này nói nhiều một xíu. Nói nhiều một xíu mà không có chua. Rất là ngọt. Thì thôi, hiện chồng em xin dừng lại video ở đây. Chúc cả nhà ăn sáng vui vẻ. Chào tạm biệt. Bye.